ngoài vườn vô đầu cổ tóc tai thấy gớm quá, khác lúc nói chuyện quá ha. À, mọi người biết sao Thu Thương cố tình Thu Thương làm cái video này nè, để Thu Thương cho các cô chú các anh chị coi cái mẹo này hay lắm. Hôm bữa Thu Thương làm video mà Thu Thương show không có kỹ á, mọi người coi nha, Thu Thương chỉ cho mọi người cái cách này nè. À, để vậy để mọi người nhìn cho nó rõ ha, hay nhìn về cho nó rõ nha. À, mình á ở ngoài Home Depot hay ở Walmart á, nếu mà ở Walmart nó sẽ rẻ hơn nha mọi người, Walmart thì nó rẻ hơn ha, ha Walmart nó rẻ hơn. Thì mọi người mua cho Thu Thương một cái chậu trầu bà ở Walmart, cái loại mà 9 đồng là nó rất là bự ha, 9 đồng hoặc 14 đồng nó rất là bự. Thì một cái chậu như vậy á, thì mọi người về mọi người cắt hết, khi mà cắt hết cho Thu Thương nha, cắt đi, cứ cắt trụi lũi đi, cắt trụi lũi hết rồi trừ còn chút xíu cái gốc ở trên cái chậu thôi. Đây Thu Thương chỉ nha, Thu Thương xô cho mọi người đi, nói thì phải xô cho nó kỹ luôn thì mọi người mới thấy, chứ không là mọi người không có hình dung được, tại Thu Thương mới vừa cắt xong á. Đây nè, mẹ rầu con quá ha. Hết dạ. Đây nè, mọi người thấy không ạ? À? Đây nè, cắt nó trụi lũi luôn nha, cắt nó còn cái gốc không à, mọi người thấy không ha, còn cái gốc không nè, cắt hết nha. Cái chậu này á là mình trồng trong cái chậu này, xong rồi mùa hè mình đem ra, mình ngày nào mình cũng xịt nước là nó nở bự thiệt bự ha. Khi mà nó nở bự thiệt bự thì là mọi người cắt trụi lũi vậy cho Thu Thương nữa. Đi vô con, nhõng nhẽo quá, đi ra cái đòi ra, đi vô này vô, cái cắt trụi lũi vậy ha, cắt trụi lũi vậy cho Thu Thương ha. Đây cắt trụi lũi vậy nè, thấy không, cắt vậy ha, cắt thành một đống vậy nha, cắt thành một đống như vậy. Xong rồi Thu Thương chỉ mọi người, sau khi mình cắt như vậy thì nếu như mình có cái ly trong thì mình lấy cái ly, bất cứ cái gì cũng được, ly uống nước cũng được, cái bình nào cũng được ha. Đây như thí dụ cái ly này là cái ly trong, mọi người thấy không, đây cái ly này là cái ly trong nha. Thì cái sỏi này á Thu Thương mua ở trong Dollar Tree nha, một đồng một gói, một đồng 25 một gói ha, mình mua chừng 5 gói nha. Thì mọi người biết á, đây cái bình này là Thu Thương làm ở trong cái ly uống nước của mình, nó cũng đẹp. Còn đây nè, hôm bữa Thu Thương có show cho mọi người, còn nếu mọi người thích á thì mọi người làm trong cái bình màu trắng như vậy, ok. Đây mọi người thích thì mọi người làm trong cái bình màu trắng đi. Ôi trời ơi, vụ gì, làm trong cái bình màu trắng như vậy, mọi người thấy đẹp không ạ? À? Đúng không, làm trong cái bình màu trắng như vậy, còn thích thì làm trong cái ly như vậy đó ha. Thì á mỗi năm á cái chậu đó mình cắt lũi lũi là nó nở banh ta lông hết luôn, nó nở ghê lắm. Mà mùa hè mình nhớ đem ra ngoài để mình xịt nước nha. Như bây giờ nè, là sắp sửa tới mùa hè là Thu Thương cắt trụi lũi rồi đó, Thu Thương đem ra ngoài, ngày nào Thu Thương cũng xịt nước là nó còn mấy cái gốc thôi là nó nở lên ha. Rồi cái này mọi người coi nè, mọi người nhìn ha. Thì khi mà mình cắm vô đó, mình cắm vô thì đương nhiên là mình mới cắm vô thì nó hơi quẹo quẹo xuống một chút nha, nó hơi quẹo quẹo xuống đó, mình mới cắm thì nó hơi quẹo quẹo xuống một chút, từ từ nó sẽ, từ từ nó bỏ vô nước là nó sẽ dãnh lên nha mọi người ha. Bỏ vô nước chừng 3-4 bữa thôi mọi người sẽ thấy là nó nở ra rất là đẹp nha, nó nở ra đẹp lắm ha. Đây thì khi mình cắt cái cọng nó như vậy đúng không ạ, cái cọng nó như vậy thì mình phải, đây giờ lựa từng cái cọng đi, như cái cọng này mình cắt như vậy đúng không, nó quẹo như vậy. Cái này thì mình lại phải xài vô một, để cái này xài vô cái bình nhỏ. Những cái cọng dài như vậy nè, mọi người nhìn giùm Thu Thương nha. Nè, bẻ cái này đi nha. Khi cắt á. Đây cái này héo. Bỏ cái này một đốt nè. Hai đốt, đúng không? Ba đốt, tại vì cái bình này nó quá dài đi. Rồi mình bỏ xuống đây nha mọi người, bỏ vậy. Cứ bỏ vậy ha. Rồi, một cái. Đó. Rồi xong. Cái này. Nè, một đốt, bỏ hai đốt. Coi cái chiều dài á nó bằng tương ứng với cái mà mình muốn, thì mọi người mới bỏ vô nó quẹo vậy nè, thấy không?
Nhưng mà khi mà nó có nước vô một hai ngày, nó đứng lên nè, nó uốn cong lên vậy nè, nó sẽ rất là đẹp. Giống như cái này nè, nó có nước vô là nó sẽ như vậy nè. Đó, mọi người thấy cái lá nó đứng dãy lên vậy không? Đó, thấy không? Thì nó vậy thôi chứ vài bữa nó đứng lên ha, nó đứng lên nó sẽ rất là đẹp ha. Một hai bữa là nó đứng lên. Đây. Cái này thí dụ nên nó ngắn quá thì mình chỉ xài được trong mấy cái ly nhỏ nhỏ thôi ha. Đây. Như cái này, mình bỏ bớt cái này đi. Mình ngắt cái này đi. Mình bỏ vô đây. Đó. Nha, mình cứ để nó vô. Mình để nó vô vài bữa. Thu Thương đi Thu Thương kiếm mua đó, cái này nè. Thật ra nó là một cái bình thôi, một cái gì đó không biết nữa, hình như cái này là cái đồ để người ta đựng rác. Đựng rác ở trong văn phòng, cái này là kho rác nè. Ở trong văn phòng á, thấy không? Mọi người thấy không? Cái Thu Thương về Thu Thương sơn lên, Thu Thương mua cái chai sơn xịt nó màu đen thui vậy nè, thì nó đâu có đẹp đâu, cái này để đựng rác nha. Cái Thu Thương sơn lên, Thu Thương xịt, Thu Thương sơn màu trắng lên ha. Rồi. Thu Thương sơn màu trắng lên rồi, bây giờ Thu Thương đi, Thu Thương cho mọi người coi nè. Đây ha. Mọi người coi nha. Mình làm vô đó là nó nghệ thuật lắm, tôi bật đèn lên. Đây nè, ha. Đây tôi tương cho mọi người coi ha. Đây. Đây nha. Mọi người thấy không? Cái đây là một cái chậu ha. Cái chậu này nè, mình mua ở trong qua mà. Cái này Thu Thương mua có 9 đồng thôi mà bự chà bá về Thu Thương phải để vô cái này. Ha. Cái này đúng không? Thu Thương sang qua cái này. Mai mốt nó bự ra mình cắt tiếp ha. Đó rồi, bây giờ cái đó nó như vậy. Xong rồi ở đây. Cái này là cái hồi nãy đúng không? Đúng không? Đó. Thì tại sao Thu Thương, mọi người sẽ thấy là như vậy nè. Khi mà Thu Thương để vô với cái này á, đây. Xa ra chút. Khi Thu Thương để vô cái này á thì mọi người thấy á, Thu Thương sẽ để nước nó tới phân nửa. Phân nửa này nước đó nha. Để nước thì sau này đó cái rễ đó là mọi người biết á, đỡ lắm, mình không cần phải tưới. 1 2 tháng mình không cần phải tưới luôn, cái rễ nó sẽ mọc qua những cái lỗ này. Nó sẽ ra những ở những cái lỗ này, có những cái mình phải khoan cho nó nhiều lỗ nữa. 5 6 lỗ luôn thì cái rễ nó mọc ra đây. Nó mọc dài như vậy nè thì mình cắt bớt đi. Nhưng mà mọi người biết á, là khi mà mình để xuống như vậy nè. Tại vì cái chậu này nó thấp nè, mọi người thấy không? Đây cái chậu này. Để vậy nó chỉ tới ngay phần nửa của cái này thôi, thì mình để nước nó vừa chướng vô cái này ha, để nước nữa cái đó. Xong rồi bắt đầu mọi người để lên như vậy. Thì ở trên này nó có cái gờ nè, nó giữ lại nè, mọi người thấy không? Đó, Thu Thương đi kiếm mua nó vừa anh luôn. Mọi người biết á, là Thu Thương để nước phân nửa cái này nè, nó cứ rút lên, rễ nó rút lên rồi rễ nó mọc ra khỏi những cái đó ha. Bởi vậy á, là cái cây lúc nào nó cũng tươi hết, nó tươi mà nó mọc hoài. Mình mua một cái chậu như vậy nó đẻ ra hoài nha mọi người. Đó. Mà cái chậu mà màu trắng như vậy nè thì nhìn nó cũng nghệ thuật. Thật ra Thu Thương mua cái này là cái thùng đựng rác. Rác văn phòng á. Mình mua ở trong Hoa Mạc á mọi người, nhưng mà mình sơn lên vậy nó nhìn nó mới nghệ thuật ha. Đây Thu Thương cho mọi người coi hả. Mình sơn như vậy nhìn nó mới nghệ thuật. Nhìn nó mới đẹp, chứ còn mình để nó đen thùi lùi nhìn nó không có ra cái nó không có ra cái nhìn nó không có đẹp. Nhưng mà khi mà mình nhìn như vậy nè mọi người thấy nè. Đây. Tôi thương cho mọi người coi, đây. Dạ đây à, sau có 3 ngày thôi thì những cái bình em cắm cái lá nó đã dựng lên như thế này nè. Thấy không? Đó. Đó. Nó rất là mọi người á, nhớ trồng một chậu trầu bà nha, xong mỗi năm mình cắt đi. Và khi mà mình ghim như vậy là nó sống cả năm. Mà khi mà lá nó cứ dài ra đó thì các cô chú các anh chị cứ cắt đi ha. Thấy không, nhìn nó sẽ rất là đẹp ha. Đó. Ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã coi video của Thu Thương. Đây là sau 2 ngày, không phải 3 ngày nha. Sau 2 ngày Thu Thương cắm ha, đây. Rồi. Cảm ơn tình cảm của tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn đã dành cho kênh Thu Thương Cuộc Sống Mỹ USA. Có chữ USA đằng sau mới là kênh Thu Thương nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hãy đăng ký kênh, theo dõi và ủng hộ cho Thu Thương. Cảm ơn mọi người. Kính chúc cô chú, các anh chị thật nhiều sức khỏe, bình an và nhiều niềm vui trong cuộc sống ạ. Bye bye mọi người.